Tư lệnh hạt đội 7 của Hoa Kỳ kêu gọi các biện pháp đối phó với hành vi vô pháp của Trung Quốc. Đài Loan nâng cấp hệ thống chiến đấu của khinh hạm lớp Khang Dinh. Trung Quốc có thể dùng vũ khí hạt nhân tấn công Đài Loan. Kim Hoa xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi tin Biển Đông Đài Loan ngày 16 tháng 10 của DKN TV. tư lệnh hạm đội 7 của Hoa Kỳ kêu gọi các biện pháp đối phó với hành vi vô pháp của Trung Quốc. Thưa quý vị, chỉ huy hạm đội 7 của Mỹ, Phó Đô đốc Carl Thomas, phát biểu trong một hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington, DC tổ chức vào ngày 14 tháng 10, đề cập đến các sứ mệnh của hạm đội và những thách thức trong khu vực đang phải đối mặt. Nói về hành vi ngày càng hung hăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong những năm gần đây, Phó Đô đốc Thomas lấy ví dụ điển hình là việc Đảng Cộng sản Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng hứa với Tổng thống Mỹ rằng ông sẽ không theo đuổi quân sự hóa ở Biển Đông và Hoa Kỳ từng tin rằng sự phát triển kinh tế toàn cầu và các chuẩn mực kinh tế phương Tây có thể thay đổi Bắc Kinh. Nhưng rõ ràng điều đó đã không xảy ra. Ông Thomas chỉ ra rằng trước những hành động nguy hiểm và những tuyên bố vô căn cứ của Trung Quốc và Nga, cần phải dựa vào những nỗ lực xuyên quốc gia và xuyên miền để vạch trần những hành vi này. Đồng thời, cộng đồng quốc tế phải sẵn sàng đứng lên chống lại nó. Ông khẳng định, đó cũng chính là lý do tại sao Hoa Kỳ thực thi quyền tự do hàng hải. Ông nói rằng, nếu Hoa Kỳ chấp nhận cho những yêu sách này vượt ra ngoài công ước Liên Hợp Quốc về luật biển và không thực hiện các nhiệm vụ tự do hàng hải, không có các biện pháp đối phó, bày tỏ quan điểm của mình và không đoàn kết với các đồng minh, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi tham vọng và hành vi vô pháp của họ. Ông Thomas nói, may mắn khi Úc và Canada đã gửi tàu chiến qua eo biển Đài Loan và Hoa Kỳ cũng làm điều tương tự một cách thường xuyên. Nhưng ông nhấn mạnh, không phải tất cả các sứ mệnh tự do hàng hải chỉ nhằm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà bất kỳ quốc gia nào đưa ra yêu sách quá đáng đều sẽ là mục tiêu. Ông nhấn mạnh, thể hiện cam kết của Hoa Kỳ và các đồng minh đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp BAS của Hải quân Hoa Kỳ USS Hagen và tàu khu trục nhỏ lớp Halifax của Hải quân Canada HMCS Vancouver đã cùng nhau đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 20 tháng 9 vừa qua. Theo báo cáo của The Australian vào tháng 10 năm 2018, tàu khu trục tên lửa HMAS Member của Hải quân Australia cũng đã đi qua eo biển Đài Loan vào cuối tháng 9 năm 2018. Ông Thomas cũng chỉ trích hành động vô trách nhiệm và phản ứng thái quá của Trung Quốc khi phóng tên lửa vào Đài Loan sau chuyến thăm của chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi vào đầu tháng 8 vừa qua. Ông nói rằng Hoa Kỳ có trách nhiệm theo đạo luật quan hệ Đài Loan để hỗ trợ khả năng phòng thủ của Đài Loan và hy vọng sẽ thấy những căng thẳng hai bên bờ eo biển được giải quyết một cách hòa bình. Đài Loan nâng cấp hệ thống chiến đấu cho kinh hạm lớp Khang Dinh. Tờ Taiwan News đưa tin, nguồn tin quân sự Đài Loan cho biết, hôm thứ Sáu ngày 14 tháng 10, Hải quân Đài Loan chuẩn bị nâng cấp cho các hệ thống chiến đấu trên hạm đội tàu khu trục nhỏ lớp Khang Dinh. Theo CNA, Bộ Tư lệnh Hải quân đã phân bổ 43,15 tỷ đài tệ, tương đương 1,34 tỷ đô la Mỹ từ năm 2022 đến năm 2030, để tăng cường hệ thống chiến đấu của 6 tàu lớp Khang Dinh. Tổng Hải quân Đài Loan chỉ ra rằng sau khi lắp đặt các hệ thống quản lý tác chiến, radar và tên lửa phòng không mới, khả năng phòng không của tàu sẽ được cải thiện đáng kể. Nguồn tin cho biết, các tàu khu trục nhỏ có thể thực hiện nhiều loại hoạt động khác nhau và duy trì sự an toàn của chúng. Họ nói thêm, các tàu khu trục nhỏ cũng tăng cường khả năng phòng thủ và tác chiến chống tàu ngầm cũng như sức mạnh chiến đấu của Hải quân. Nguồn tin cũng tiết lộ, Tên lửa Sea Civaro của con tàu đã phục vụ gần 20 năm sẽ được thay thế bằng Sea Wolf 2 được thiết kế bởi Viện Khoa học và Công nghệ Trung sản quốc gia. Vì các tàu khu trục nhỏ được đóng tại Pháp phải mất 3 năm sau khi nâng cấp để xác minh liệu hệ thống chiến đấu của nó có tích hợp nhuẩn nhuyễn với tên lửa sản xuất trong nước hay không. Ưu điểm chính của khinh hạm lớp Canginh là thân của nó có các cạnh góc cạnh và được chế tạo bằng vật liệu hấp thụ sóng radar khiến nó trở thành một con tàu tàng hình. Ngoài ra, hầu hết các thiết bị của nó đều được giấu bên trong con tàu, bao gồm cả hệ thống tên lửa Xiong Theo Hải quân, tàu có lượng chứa nước đầy tải là 3.680 tấn và tốc độ tối đa là 25 hải lý trên giờ, tương đương 46 km h Trung Quốc có thể dùng vũ khí hạt nhân tấn công Đài Loan. Sau chuyến công du Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi vào đầu tháng 8 năm 2022, Bắc Kinh đã diễn hành tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM có khả năng hạt nhân DF-5B trong các trò chơi chiến tranh được thực hiện gần vùng biển Đài Loan. Ông Yu Gegang, một đại tá quân đội Trung Quốc đã nghỉ hưu cho biết, ICBM DF-5B có tầm bắn lên tới 9.321 dặm, giúp nó có thể vươn tới Bắc Mỹ. Điều đó đã tiết lộ âm mưu đằng sau cuộc diễn binh của họ. Ông Gang nói, động thái của Trung Quốc nhằm cảnh báo Mỹ và đồng minh thân cận là Nhật Bản không được can thiệp vào vấn đề Đài Loan và nhắc nhở họ rằng Bắc Kinh có thể dám một đòn vũ khí quyền lực chết người vào Mỹ và đồng minh. Trong lịch sử, Trung Quốc rất kín tiếng về việc tham gia phát tín hiệu hạt nhân. Do đó, người ta sẽ tự nhiên đặt câu hỏi rằng, điều gì đang khiến Trung Quốc đầu tư nhiều hơn vào kho vũ khí hạt nhân của họ? Không phải khả năng thông thường của Bắc Kinh đủ để ngăn chặn sự can thiệp của Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ Đài Loan rồi hay sao? Trên thực tế, khả năng chống tiếp cận, từ chối trên không A2AD của Trung Quốc là không đủ. Họ sẽ không thể kìm chân quân đội Mỹ trong khi Bắc Kinh cố gắng thiết lập quyền chỉ huy trên không và trên biển ở eo biển Đài Loan trong một cuộc xâm lược quốc đảo. Sự thừa nhận này có thể gây bất ngờ khi có nhiều phân tích gần đây cho thấy Việc hiện đại hóa quân sự nhanh chóng của Trung Quốc đã làm suy yếu khả năng gian đe thông thường của Hoa Kỳ và các đồng minh trong chuỗi đảng đầu tiên như thế nào. Thật vậy, nhiều người cho rằng các hệ thống A2AD của Trung Quốc đã đủ khả năng để ngăn chặn quân đội Mỹ trong trường hợp Trung Quốc xâm lược Đài Loan. Lập luận này dựa trên hai giả định. Thứ nhất, Đài Loan sẽ đầu hàng dưới sự bao vây từ cuộc tấn công quy mô lớn của Trung Quốc nhằm vào các căn cứ không quân và hải quân các khẩu đội tên lửa, các trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Đài Loan. Các nhà phân tích tin rằng, nếu các lực lượng phòng không và tấn công của Đài Bắc sụp đổ dưới sự tấn công từ 1.500 tên lửa chính xác cao của quân đội Trung Quốc và 1.000 máy bay chiến đấu tiên tiến, Trung Quốc sẽ có thể thiết lập quyền chỉ huy trên không và trên biển ở eo biển Đài Loan. Điều kiện tiên quyết cho cuộc đổ bộ tiếp theo của quân đội Trung Quốc lên quốc đảo. Thứ hai, những đánh giá này khẳng định rằng Bắc Kinh có thể ngăn chặn quân đội Mỹ bằng cách tiến hành các cuộc tấn công mạng và bắn đạn dược dẫn đường chính xác từ xe tải và tàu nhỏ đóng trên hoặc gần lãnh thổ Trung Quốc. Các nhà phân tích tin rằng Bắc Kinh có thể chống đỡ một cách bất đối xứng để Washington từ chối quyền kiểm soát trên không và trên biển của quân đội Mỹ gần lãnh thổ Trung Quốc. Về hai giả định được nêu ra, ông Michael Bailey, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Tufts cho biết, cả hai gia đình này đều có lỗ hỏng thứ nhất người ta quá chú trọng vào một kịch bản khó xảy ra về một cuộc tấn công lén lút của trung quốc khiến đài loan hoàn toàn bất ngờ theo kịch bản này một đài loan hoàn toàn mất cảnh giác sẽ mất hầu hết các khẩu đội tên lửa máy bay và tàu của mình nếu không có kiến thức nâng cao về cuộc tấn công của quân đội trung quốc đài loan sẽ không thể chống cự tuy nhiên trên thực tế đài loan được trang bị một trong những hệ thống cảnh báo sớm tốt nhất trên thế giới điều này sẽ cho phép Đài Loan có một số thông báo trước. Nếu Đài Loan phát hiện một cuộc tấn công sắp xảy ra từ quân đội Trung Quốc, họ sẽ nhanh chóng triển khai hải quân và phân tán máy bay chiến đấu của mình trong số 36 sân bay giải rác xung quanh quốc đảo. Một số địa điểm này có nhà chứa máy bay được xây dựng bên trong các ngọn núi. Những nơi khác có hầm chứa máy bay với những bức tường bê tông dày 6 mét. Nếu các tên lửa của quân đội Trung Quốc tấn công các đường băng Tại các căn cứ không quân của Đài Loan thì máy bay Đài Loan có thể hoạt động từ 10 đường băng dân sự và 5 đường cao tốc như các căn cứ không quân khẩn cấp. Tất cả đều có nhiên liệu và vật tư được chuẩn bị sẵn cho lực lượng không quân. Trong khi đó, các đội sửa chữa đường băng của Đài Loan hiện đang giữ kỷ lục thế giới về tốc độ sửa chữa sẽ bắt đầu vá đường băng tại các căn cứ không quân chính. Hệ thống phòng không của Đài Loan cũng không dễ bị tổn thương. Đài Loan có hơn 500 bệ phóng tên lửa đất đối không tầm xa. 80% trong số đó là cơ động đường bộ. Hàng nghìn bệ phóng tên lửa đất đối không tầm ngắn, gắn trên các phương tiện giao thông hoặc mang theo của quân đội mặt đất. Và khoảng 400 khẩu pháo phòng không cơ động. Tất cả những điều này sẽ nhằm vào các tên lửa máy bay của Trung Quốc đang bay tới và có thể tấn công các căn cứ khẩu đội tên lửa của quân đội Trung Quốc. Các nghiên cứu khác cũng đặt câu hỏi tương tự về tính hiệu quả của cuộc tấn công mà Trung Quốc nhắm vào Đài Loan. Ví dụ vào năm 2013, các mô phỏng máy tính của quân đội Trung Quốc cho thấy, lực lượng không quân của quân đội Trung Quốc chỉ có thể đánh sập một vài căn cứ không quân của Đài Loan trong vài giờ. Tuy nhiên, nếu giả định rằng, thực sự quân đội Trung Quốc có thể tiêu diệt hầu hết các lực lượng không quân và hải quân của Đài Loan trong một cuộc tấn công lén lút và thiết lập quyền thống trị trên không và trên biển ngay lập tức. Câu hỏi vẫn là liệu điều này có dẫn đến một cuộc đổ bộ thành công lên quốc đảo? Ông Bạch hoài nghi và ông đưa ra lập luận rằng trừ khi Trung Quốc phá hủy tất cả các bệ phóng tên lửa chống hạm của Đài Loan, Đài Loan có thể hành động làm mỏng đoàn tàu đổ bộ của quân đội Trung Quốc khi chúng cập cảng Trung Quốc hoặc quá cảnh eo biển Đài Loan. Các mô phỏng trên máy tính cho thấy Đài Loan chỉ cần bắn 50 tên lửa dẫn đường chính xác để tiêu diệt hàng chục tàu đổ bộ của Trung Quốc. Tổn thất có thể chấm dứt mọi hy vọng về một cuộc xâm lược thành công của Trung Quốc. Đài Loan cũng có thể bắn phá tàu đổ bộ của quân đội Trung Quốc bằng hỏa lực pháo binh tầm ngắn. Ngay cả khi triển vọng của Trung Quốc tốt hơn, đề xuất trên, quân đội Trung Quốc rõ ràng sẽ dốc toàn lực để đối phó với những người bảo vệ Đài Loan. Liên quan đến việc giao tranh với các lực lượng Mỹ, nếu Đài Loan không tự vệ được, tập đoàn Ren tính toán rằng trong một cuộc tấn công bất ngờ, Hoa Kỳ có thể mất các căn cứ không quân ở Nhật Bản. Ông Beckley cũng phản đối đánh giá này. Một lần nữa, kịch bản này giả định rằng Hoa Kỳ sẽ kiềm chế không tấn công các căn cứ không quân của Trung Quốc. Trên thực tế, nếu Trung Quốc tấn công các căn cứ của Mỹ, quân đội Mỹ gần như chắc chắn sẽ trả đũa bằng cách phá hủy các đường băng tại các căn cứ không quân của Trung Quốc. Các mô phỏng trên máy tính cho thấy, một tuần các cuộc không kích của Mỹ được bổ sung bởi 200 tên lửa Tomahawk phóng từ hai tàu ngầm lớp Ohio có thể vô hiệu hóa 30 đến 45% các căn cứ không quân của Trung Quốc gần Đài Loan hoặc tất cả các căn cứ không quân gần biển Đông và phá hủy 90% máy bay đậu tại các căn cứ này. Do đó, Mỹ vẫn có thể thắng trong một cuộc không chiến chống lại Trung Quốc mà không cần sự trợ giúp của các đồng minh, nhưng có thể mất hàng chục máy bay trong các cuộc không chiến và nhiều khả năng hơn nữa trên mặt đất nếu Trung Quốc tấn công các căn cứ không quân của Mỹ. Trên biển, hải quân Mỹ có khả năng đánh chìm các tàu và tàu ngầm của hải quân Trung Quốc hầu như ở tất cả đâu trong chuỗi đảo đầu tiên. Bị ảnh hưởng bởi khả năng chống tàu ngầm yếu kém, quân đội Trung Quốc không thể phủ nhận khả năng của các tàu ngầm trang bị tên lửa của hải quân Hoa Kỳ trong chiến tranh hoặc thậm chí thời bình. Hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động của các tàu ngầm Mỹ là mạng lưới giám sát dưới đáy biển rộng lớn của nước này. Mạng lưới giám sát có thể thiết lập các đường dây đón đầu hoặc gần khu vực tác chiến, gần các cảng của Trung Quốc, và giúp các thủy thủ Mỹ đánh chìm tàu và tàu ngầm của Trung Quốc bằng ngư lôi, tên lửa và thủy lôi. Tập đoàn Rand kết luận rằng, 8 tàu ngầm Mỹ có thể tiêu diệt gần 40% tàu đổ bộ của Hải quân Trung Quốc nếu họ cố gắng đi qua eo biển Đài Loan, trong khi Hải quân Mỹ có khả năng chỉ mất một tàu ngầm. Tập đoàn Rand có ước tính rằng, cuộc cạnh tranh Hải quân này sẽ càng trở nên khốc liệt hơn ở Biển Đông, vùng nước ở Biển Đông, có độ sâu hơn sẽ giúp cho các tàu ngầm của Mỹ được trang bị hệ thống âm thanh tốt hơn, có nhiều chỗ hơn để hoạt động dưới nước. Các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ khi lặn xuống sâu hơn nữa ở biển Đông sẽ là cơn ác mộng đối với lực lượng tác chiến chống tàu ngầm ít ỏi của quân đội Trung Quốc, vốn không có khả năng bao quát độ sâu của khu vực này. Do đó, tàu ngầm Mỹ có thể đánh chìm các tàu của Trung Quốc một cách dễ dàng mà không sợ các cuộc tấn công của Trung Quốc. Do đó, Hoa Kỳ có lợi thế quân sự vượt trội so với Trung Quốc trong cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Đài Loan. Kết quả là khả năng thông thường vượt trội của Hoa Kỳ đang khiến Trung Quốc phụ thuộc nhiều hơn vào vũ khí hạt nhân của họ. Trong tương lai, tín hiệu hạt nhân của Trung Quốc sẽ tăng hơn nữa. Thưa quý vị, mục tin Biển Đông eo biển Đài Loan của DKN TV đến đây tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Chat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.